Tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Đi Sơ Cấp nha. Và hiện giờ trước mắt của các bạn đang là một cái đồng hồ DD. Đây là một cái đồng hồ cực kỳ hiếm nha. Không phải là có tiền mua được cái đồng hồ DD đâu. Giờ rất là hiếm nha. Đây, mình đã sưu tập được một cái rất là đẹp. Bạn thấy mặt kính của nó nè, đẹp nè, trong suốt nè. Mặt trong là sáng nè, không chưa bị dưa nước nè, không rỉ nè, không gì hết nè. Đồng hồ chạy km chạy nè. Đó, phía sau là đẹp hết nha. Đây, đây, đây là đồng hồ DD gắn xe DD 70 nha. Thì nếu mà chúng ta không gắn đúng đồng hồ DD, chúng ta có thể gắn những cái đồng hồ đời xe khác được. Miễn sao đèn vuông là gắn chung được. Nhưng mà nhiều khi mình chơi xe riêng thì mình kỹ, mình gắn đúng đồ thôi nha. Còn gắn chung những thứ khác vẫn được hết nha. Rồi phương thức mà bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không có ship code nha các bạn. Không ship code nha. Chuyển tiền trước bên mình mới ship hàng, không chuyển tiền khỏi nhận hàng ha. Thông thường này mình bán đồ cho những người đã biết mình rồi, còn những người chưa biết mình vui lòng khi nào biết thì mua, chứ không có rảnh để ngồi tư vấn là anh có uy tín hay không, có chuyển đúng hàng hay không, mình không có rảnh nha. Khi nào bạn cảm thấy bên cửa hàng mình uy tín các bạn chuyển tiền, còn không biết thằng này là ai đừng chuyển tiền. Rồi ok, cảm ơn các bạn nha. Thông tin mua hàng số điện thoại phía trên, các bạn có nhu cầu gì thì gọi trực tiếp nha. Bên mình cung cấp tất cả các linh kiện liên quan tới xe cấp nha. Các bạn muốn mua món gì bên mình đều cũng có, miễn xe cấp là có hết. Những ai ở khu vực Sài Gòn thì tới trực tiếp cửa hàng lựa món mua giùm mình nha. Ok, phía sau nguyên cả một kho đồ. Rồi xin cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký để thường xuyên theo dõi video Phụ Tùng Đi Xe Cấp và xem những clip khác của mình để biết thông tin của mình nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Nói nhanh quá nhiều khi không nghe, mà nghe nhiều cũng đâu biết gì đâu. Thà nhìn đồ đẹp rồi được ha.